ai người anh hùng bất khuất vang tiếng giống tên anh rực sáng đời đời từ thuở non thơ mẹ đã không còn nặng gánh đôi vai cha đã tàn sùng sôi ý chí từ thuở thiếu niên đập tan quân cướp nước giành độc lập hạnh phúc dân mình lời đại tướng vẫn còn khắc ghi tận sâu trong tim người sống trong hòa bình ai cha muốn sống không ai muốn chết cả nhưng đối với người cách mạng đều vì sự nghiệp chung của đất nước của tổ quốc cần phải chết thì cũng sẵn sàng thôi nên bao đau khổ vượt ngang gian lao luyện tôi ý chí thiếu niên